Mình để lại tiền của cho con không bằng mình để một cái gì rất đẹp trong lòng con. Cho nên đó, làm cha làm mẹ đó, mình phải để một cái tài sản vô giá trong lòng con cái mình. Đó là cái cách sống của mình, cái cách hành xử của mình. Cái đó là tài sản vô giá trong lòng con. Còn mình để tiền bạc đó, nó hả hê, nó hưởng thôi, nhưng mà nó không bao giờ nó nhắc có cái gì hay về mình để nó nhắc đâu. Mà cái sự nghiệp, cái thành tựu lớn nhất của cha mẹ không phải là sự nghiệp, mà là đứa con mình nó nên người. Cho nên con cái nào muốn làm vui lòng cha mẹ, ráng sống thật tốt. Mà sống thật tốt là một món quà mình dâng cho cha mẹ. Còn cái chuyện hàng năm mà Mother's Day, Birthday mà các con, các anh chị mà tặng, đó chỉ là hình thức. Cho nên Đức Phật dạy hay lắm trong kinh đó. Không phải cho cha mẹ ăn mà đủ nha. Ngoài cái chuyện cho cha mẹ ở, cho cha mẹ ăn, còn phải nói như thế nào để cha mẹ không có đau khổ, không buồn phiền bởi lời nói của mình nữa. Cho nên á, hiếu dâng cơm phải không, trong đó phải có kính. Trời ơi, ngày nào cũng cho ăn mà cho tới đâu chửi tới đó thì đâu có được. Cho nên rồi cho ăn nè phải kính trọng nè, rồi bên cạnh đó gì, anh em sống phải hòa. Đó là một món quà cho cha mẹ. Lời nói hàng ngày chị em với nhau phải thuận là món quà cho cha mẹ. Ví dụ như tất cả anh em đề xướng vậy, mình cũng đồng tình như vậy, gọi là thuận. Bây giờ cha, tất cả anh em muốn làm như vậy cho ba, cho mẹ được tốt, tự nhiên mình chống bán à. Mình sống mình thuận với anh em, tất cả đều làm cho cha mẹ, đâu phải làm cho mình. Mình có quyền đóng góp ý kiến, nhưng cuối cùng mình phải thuận